Rồi, okay, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là hai con LG V60 bản T-Mobile nhé. Và có một con màu trắng, một con màu xanh. Thì nay cái mũi của em nó hơi tịt cho các bác nghe nó hơi nghẹt nghẹt, các bác thông cảm nhé. Thì hai con này nó hơi xấu một chút, thì em sẽ show ngoại hình cho các bác ngay bây giờ. Còn cái màn hình, cái tất cả các chức năng thì đều rất là ngon nha các bác. Chỉ ngoại hình nó hơi xấu thôi. Thì cái việc mà test chức năng em sẽ test ở cái đoạn sau của clip nhé. Còn đoạn trước này em sẽ show cho các bác biết được cái ngoại hình của nó như nào để các bác dễ lựa chọn. Thì đây em sẽ cho các bác xem con màu trắng trước. Đây, lau đi tí chút. Thì cái con màu trắng này, cái mặt lưng nó rất là đẹp nha các bác. Cả cái cụm camera cũng thế. Còn rất là đẹp nha các bác. Đấy, còn rất là đẹp luôn. Đấy. Thì đây là cái mặt sau đây. Thì cạnh sau này là nó đây các bác. Cái cổng sạc này thì ok nhé, rất là mới, không không sao cả. Cái cổng 3.5 thế cũng rất đẹp nhé. Chỉ có mỗi chỗ gần chỗ cao bậc cổng 3.5 này hơi xước một đường nhỏ nhỏ đây, xíu xíu đây. Mình không biết các bác thấy không? Đấy đấy đấy. Đấy. Đấy, tí thôi. Đây, còn đây là cạnh phải. Cạnh phải thì đẹp hết nhá, ok luôn. Cái góc này còn nguyên miếng siêu viền đấy nhá các bác. Không phải là xước đâu. Đây là cạnh trên này. Cạnh trên thì chỗ này cũng còn nguyên miếng siêu viền này. Chưa xước nha các bác. Chưa xước gì, chỗ này còn nguyên siêu viền này. Chưa xước tí gì nha các bác. Đấy, còn đây là cạnh trái này, cạnh trái cũng thế, cũng chưa xước gì nha các bác. Thì cái con này nó chỉ có mỗi xước một tí chỗ này thôi. Đây một đường nhỏ nhỏ chỗ này thôi. Cái khung ấy nhá. Đấy, còn lưng đẹp, camera đẹp. Lưng khung viền đẹp. Thì đây nó có xếp cái màn hình trước các bạn. Đấy. Nó hơi xước cái màn hình trước một chút. Đây, để em nghiêng nghiêng ánh điện các bạn thấy này. Đây này, chỗ này xước này. Đấy. Đấy. Chỗ này cũng xước này. Đấy. Chỗ nào nhỉ? Đây trên này nữa chứ. Đấy. Đấy, em sẽ show hết tất cả nhé. Đây không một trường sức. Đây quay kiểu này thế nào. Đấy, nói chung là cái màn hình trước này nó hơi xước thật. Đấy, và cái con này do nó hơi xước dẫn đến em sẽ phải hạ giá nó chút, nó là 4.4 củ nhé các bác. Đấy, con này nó hơi xước chút màn hình trước ấy. Còn cái đằng sau các thứ lưng các thứ đẹp hết nhé, và cụm camera còn đẹp nhé, nó không bị xước camera. Thì cái này là bác nào mua về thì dán cái cường lực cho nó phát là ngon luôn các bạn. Đấy, và cái khung của nó nhé, khung của nó là khung khung trắng nha các bác, nó là khung zin đấy các bác. Nhiều anh em không biết ý, nhiều khi là mua phải con mà màu trắng nhưng mà khung lại khung màu vàng. Khung màu vàng thì có nghĩa là cái lắp lưng bị thay rồi nhé các bác. Đấy, còn con này nguyên zin nhé các bác. Rồi thì đây là cái con màu xanh. Màu xanh em cũng sẽ show hết cho các bác. Đây. Đấy, em cũng lau nó cũng không không kỹ đâu, nó chưa được sạch sẽ cho lắm đâu, qua qua thôi. Thì đây cái lưng của con này thì đây nó bị xước như chỗ này chút này. Đấy, xước này. Cụm camera đây. Đây. Cụm camera đây. Đấy, cụm camera cũng có hơi xước tí nhá. Có một chấm ở đây này. Đấy, như ánh điện mới thấy thôi nhá. Đấy. Thì con này hơi xước camera nhưng mà nó không xước vào hẳn cái trong cái phần phần vòng tròn camera, chỉ đấy là nó vẫn chụp ảnh rất bình thường nhé, không vấn đề gì nhé các bác. Đấy, nói có nào em nói thế. Đấy, rồi còn đây là cạnh dưới này. Đây cạnh dưới thì đấy nó cũng bị một cái đường như này các bạn. Đây đường chỗ này, hiểu sao ra này bị hai con đường gần giống nhau. Đây đây này, chỗ này này. Đấy, các bác có nhìn rõ không? Nó cũng khó nhìn lắm các bác, tại vì có thể ánh điện nó hơi lóa ấy. Đâu nhỉ, không thấy được các bạn. Đây này, nó xếp một đường này từ đây đến đây. Đấy, đây nữa, đây có được một đường cũng rất là mỏng thôi. Đấy, chỗ này này. Đấy, nói chung là nó cũng nhẹ thôi. Đấy, cổng sạc thì còn ngon nhé, chưa sao. Đấy, đây là cạnh phải này, cạnh phải thì còn ngon nhé các bác. Cạnh phải thì chưa xước tí nào luôn, cạnh phải chưa xước nhé. Cạnh trên cũng thế, cạnh trên cũng gần như chưa xước.
Đây nó có hơi lấm chấm ở chỗ góc góc này một chút. Đây. Cái này nhìn nhiều khi các bác qua camera các bác không nhìn thấy luôn đấy. Đây này. Không nhìn thấy gì đâu. Đây hơi lấm chấm chút thôi. Nói chung là vẫn là đẹp lắm, không vấn đề gì. Còn đây là cạnh trái này. Cái trái gần như cũng chưa sức tí nào nha các bác. Chưa sức tí nào luôn. Đấy, và cái con này thì cái viền CNC của nó hơi xước chỗ này nữa này. Tại vì cạnh dưới này nó hơi xước, nó hơi xước một tí chỗ này nữa. Ở cái viền CNC này. Đấy, để chỗ này này. Đấy. Đấy. Ok nha các bác. Đây các bác có nhìn rõ không? Đây. Đây này, chỗ này này. Đấy, đây, 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 đây. Đấy. Hơi xước chỗ này nữa. Đấy thì em cũng sẽ quay rất là chi tiết cho các bác biết để các bác dễ dàng các bác đánh giá và lựa chọn thôi. Chứ còn nhiều nhiều ông khác cứ bảo máy máy như này là máy máy đẹp thì nhiều khi nó hơi hơi như kiểu lừa anh em ấy. Đây thì cái phần mặt trước đây nó cũng hơi xước ở cái phần gần camera đây này, trên chỗ này này. Đấy, lấm chấm này, đấy. Nhìn những điện các bác mình thấy các bạn. Còn cái mặt những chỗ khác ấy, đây chỗ này có xước chút này, chỗ này đấy, nhiều khi các bác nhìn nó xấu nhưng mà phải nghiêng ánh điện nó mới thấy xấu như thế. Đấy, chỗ này xấu tí này, đây chỗ này xấu tí này. Nói chung là mặt trước hai con này thì cái con màu trắng kia là xấu hơn một chút nhé, còn mặt con này thì đẹp hơn, nó sức ít hơn, và hai con này nếu các bác dán cơ lực vào thì là ngon luôn, cũng không có xước gì đâu. Đấy thì đấy là cái ngoại hình nhé. À, còn đây thì em sẽ test luôn cái chức năng cho các bác biết xem là nó như nào. Đây thì em đang lắp sim vào cái con màu trắng rồi, đây có wifi bình thường nhé, tắt wifi đi này, 4G bình thường nha các bác. Đó, test luôn các chức năng cho bác biết rồi. Tai nghe bình thường nha các bác. Rồi DRM Info đây. L1 nha các bác. Đó. Ghi âm này. Cho các bác xem được là cái mic nó bình thường. Rồi, alo 1 2 3 4 alo. Che mic này. Che mic này, đấy, che mic không nghe gì nữa. Rồi, alo mở mic. Đó, thì mic nó bình thường nha các bác. Rồi, ngoài này thì còn cái gì nữa không? Ui, ngoài này cũng chả còn gì để test nữa. À, em sẽ test luôn cái sạc nhanh luôn. Sạc nhanh đây các bác. Sạc nhanh bình thường nha các bác. Cái con này không bị lỏng chân sạc đâu. Đây, máy tính luôn. Kết nối máy tính này. Đó, truy cập bình thường nha các bác. Đấy thì sẽ vào bên trong nữa. Này em test hết rồi, chỉ là các phím bấm bình thường này, cảm biến tiếp cận ánh sáng bình thường này, ok luôn, rung này, chuông này, à rung này, con quay hồi chuyện này, bình thường hết nhé. Quên cái cảm ứng. Ok hết nhé các bác, cái này em test hết rồi. Demo lại cho các bác đây. Đây đây cho các bác biết là xem áp suất là như nào. Thì con này đã là 1022.7 nha các bác. Sẽ bóp lên nền bao nhiêu. Đấy, nền 3 chấm mấy ạ? 3.2 luôn. 3.3. 22.7 3.3. Thì là con này nó phải nhảy được khoảng 0.5 hơn chỗ 0.5 đấy các bác. Thì em coi như thế là còn áp suất nhé. Rồi. Đây luôn. Lại phần đấy là 3.4 cơ mà. Thì con này ok này, còn áp suất nhé. Lâu thế nhỉ. Rồi. Trong này chỉ test thế thôi. Test các bác biết được là cái màn hình nó không bị ảm mố gì cả. Đây. Rất là đẹp, sáng đẹp bình thường nhé. Cái này em test kỹ lắm rồi. Quan trọng là cái màn hình mà các bác. Rồi. Bit info này,
Đây các bác thấy này, IMBL bằng 1 nhé. Số email là 6982. Đây. Các bác thấy đây. 6982 đây luôn nha các bác. À và con này là made in Việt Nam nhé các bác. Con này sản xuất tại Việt Nam nhé. Đấy. Các bác thấy đấy rồi. Ok, nói chung con này là như thế là ok rồi. Đây là cái máy ảnh này. Đấy. Ok hết nha các bác. Đây. Rồi, ok hết. Thì em cũng nói gì đấy, con này chỉ cái mặt trước nó hơi xấu đi thôi, chứ còn các chức năng các thứ thì mọi thứ đều khác đều ok hết nhé. Cái mặt trước này mà các bác dán cái cường lực lên là nó không sao đâu. Rồi, đây là con màu trắng. Em sẽ lấy sim ra để chuyển sang cái màu xanh. Cái sim bình thường nha các bác, cái sim sẽ không bị gãy nhé. Hãy các bác chú ý nhé, mua con màu trắng ấy là phải không viền, nó phải màu trắng nha các bác, chứ không phải là mua con màu trắng mà không viền màu vàng đâu. Ok, con này để đây. Lắp sim vào. Ok luôn. Thế đây, ở ngoài đây thì xem nó đang có cái gì nào. Này, ngoài này thì em test luôn L1 luôn cho các bác nhé. L1 này. Đó. Tai nghe này. Tai nghe rất chặt nhé. Đó, 50. Rồi, còn cái gì nữa nhỉ? Đây. Cắm luôn sạc nhanh cho các bác luôn. Đang sạc nhanh nha các bác. Cắm luôn máy tính này. Nhận bình thường nhá. Mấy con này là chân sạc rất còn ngon nhé. Không, nói chung là em cũng thấy là cái bản T-Mobile là chân sạc nhiều ngon hơn như các bác. Rồi, còn cái gì nữa nhỉ? Test luôn camera đi. Ok các bác, camera ok nhé. Đây, wifi bình thường nhé các bác. Wifi này, tắt wifi đi này. Đây, 4G bình thường nhé, nghe gọi luôn. Cái có màu trắng thì mẹ quên không nghe gọi, nhưng mà nó bình thường nhé các bác. Các bác mẹ thấy em test cái tiếp cận rồi đấy. Rồi, trong này còn gì nữa không? Rồi, ok, vào trong này. Cái màu trắng kia hôm nay em test cái này rồi mà, nó còn ngon mà, cho mà không phải lo nhé. Đó, tiệm cận này, ok hết nhá. Rung này, bình thường luôn. Con quay hồi chuyện này, bình thường nhá. Cảm ứng này. Còn ok nhé. Áp suất đây 22.6. Đấy, đến bưu lên 4.5 luôn. Con này phải nhảy được gần 1 các bạn. Nhảy đến 3 chấm mấy. 6. Đấy, con này nhảy rất mạnh này. Có lúc lên được 1. Ok, nói chung là thế là ok rồi. Rồi sang cái phần bên này LCD này, đây trắng đẹp rất là bình thường nhé, không bị AMOLED gì đâu. Cái này em là em soi đầu tiên luôn. Rồi. Rất đẹp bình thường. Đây chọn một cái IMBL này, IMBL 1 nhé, số email là 5474 5 à quên 4574 4574. Đây.
Không nhìn thấy. Bốn năm bảy bốn nha, trên này nó có ghi này. Rồi, ok các bác. Trong này còn gì thêm nữa không? Rồi. Đấy, cái con T Mobile này nha, thì các bác có thể vào trong này để các bác chuyển 4G, 3G ấy. Chỗ này này, đấy các bác có thể chuyển được hết đây. Đấy, con version không làm được đâu nhé. Rồi. Còn gì nữa không? Thế thì nói chung là về phần chức năng thì em cũng test hết rồi đấy, nó chắc chắn là còn ngon, và chỉ là cái mặt mặt kính này nó hơi xước một chút thôi. Đấy, các bác nào mua về mà dùng dùng trần được, đỡ sót cũng thì không phải sót thì cứ dùng trần được, còn chỉ cần dán cái cơ lực phát là nó cũng ngon ngay thôi. Đấy, thì cái con màu xanh này thì em vẫn bán là 4,5 triệu nhé. Đấy, tại vì những con đẹp thì dần dần nó cũng hết thôi các bạn, không không dần dần nó không còn đâu, và hàng nó cũng dần dần nó hiếm dần đi. Em cũng không nhiều khi không lấy được hàng ngon đấy, nhiều khi là có bác nào mà thiện chí thì cứ inbox em, có thể là tùy độ quen biết sẽ giảm giá hơn nhé. Rồi, ok các bác, chào các bác nhé.